Chào mừng toàn thể anh em cũng như là bà con trở lại với YouTube Cày Chảo Vũ Hải trong buổi cuối ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em đã lên và chuẩn bị hàng loạt lô hàng cho anh em Thanh Hóa, Nghệ An. Và ít phút nữa thôi, có thể là đêm nay xe đến lúc nào thì em sẽ bốc lúc đấy, hoặc là rạng sáng mai em sẽ bốc sớm. Thì ngày hôm nay đây em lên cho anh khách là anh tên là Nguyễn Văn Nga. Anh ở Anh Sơn, Nghệ An, đặt bên em một dàn vun luống hai chảo sử dụng khung hộp V9, đường kính chảo 660, Mayer cốt trụ chắc, chống nước. Đấy, dòng này thì rất là xịn sò rồi. Nói chung là về đĩa chảo và Mayer anh em không có gì phải lăn tăn bàn cãi. Về khung thì quá chắc rồi. Và bao gồm là thiết kế có một tấm gạt mặt, một mũi vạch hàng phía sau, có thể là để bỏ phân hoặc là anh em tra giống. Đấy, thì tùy theo nhu cầu của anh em làm thế nào thì làm. Với cái dàn nó bên em đóng chắc chắn cho anh như thế này, và giá bao vận chuyển về đến Anh Sơn, Nghệ An, hình thức chảo 66 lỗ, loại 5 lỗ này. Đấy, dòng này thì sau này anh em có nhu cầu thay chảo, mua chảo là trên thị trường có sẵn, anh em lắp vào là ok luôn. Đấy, với giá thành này em đang bán ra thị trường như dàn này thì là 8,2 triệu. Đó, anh em nắm được giá nhé. Để anh em nào mà có quan tâm đến sản phẩm bên em thì anh em không phải gọi điện hỏi giá nhiều. Và em cũng giới thiệu về quy cách phẩm chất sản phẩm rồi. Và dàn này thì máy sẽ từ 30 HP trở lên, sẽ tha và kéo nhàn anh em nhé. Tiếp theo thì em lên cho anh khách ở Triệu Sơn, Thanh Hóa, một dàn cày 5 chảo dành cho máy 28 đến 35 HP. Đấy, thì máy của anh là con máy 3218. Con máy 3218 em đã hoàn thiện đây. Và tiếp theo bên này nữa thì cùng là chuyến xe. Thì em sẽ lên tiếp cho anh em ở Cha Thôn, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, một dàn cày 5 chảo dành cho máy 4018. Đấy, cũng giờ phút này đã hoàn thiện. Và tiếp theo thì lại là anh em Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ngày hôm nay em chuẩn bị được hết rồi, sơn xi ngon lành căng đét rồi. Anh em là thích màu gì thì alo cho em, phong thủy của anh em màu gì thì hợp màu gì là bảo em. Thế như anh em này thì sử dụng dàn là cày 6 chảo cho máy 5018 này, yêu cầu sơn xanh này. Đấy, lưỡi chảo thì 510 của Ấn Độ. Dàn này thì 5 chảo. À quên, dàn này thì của anh khách ở cái gì nhỉ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Dàn này cũng của Kỳ Anh, Hà Tĩnh luôn. Một đằng là Kỳ Trinh, Kỳ Anh, còn một đằng này là Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đấy, đây một dàn cày này là dàn 5 chảo, hàng xịn sò luôn. Và đây em quan trọng nhất của cái chuyến đi hôm nay đó là em phải hoàn thiện cho anh em một dàn cày 3 chảo phá lâm của anh em, của bác khách Bắc Thuần ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Đấy, em đã hoàn thiện rồi và chờ lên đường nữa thôi. Một vài hôm tới thì em sẽ lên tiếp cái dàn 3 chảo cho máy 4018 của bác khách ở Thạch Thành, Thanh Hóa, hẹn vào thứ tư em bắt buộc phải giao hàng rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em, bạn bè yêu mến em đã theo dõi và ủng hộ video của em. Xin kính chúc anh em thật nhiều sức khỏe vụ mùa bội thu và có thêm nhiều năng lượng để vào vụ mùa mới. Đừng quên cho em một nút like, thả tim cho em và bấm kênh đăng ký cũng như là theo dõi kênh của em để chờ đón những video cũng như là sản phẩm mới nhất. Em xin chân thành cảm ơn. Kính chào và gặp lại tất cả anh em trong video tiếp theo.